Muốn được chị bé trai đang yên đang lành bỗng hóa diễn viên khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Mới đây, một đoạn video được người mẹ trích xuất từ camera quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh con trai của mình bỗng hóa diễn viên. Theo đó, vì muốn được chị gái ẵm bồng, thế nhưng thay vì lên tiếng là chị bồng em đi, thì bé trai lại quyết định tự biên tự diễn một màn ngã xe hoàn toàn có chủ đích. Bay. Cụ thể, vì mục đích lớn lao của mình là nhận được sự quan tâm từ chị gái, bé trai không chỉ giả vờ ngã xuống đất mà còn không quên tạo hiện trường giả một cách vô cùng khéo léo bằng cách kéo theo cả chiếc xe đạp ngã cùng mình. Sau đó, để màn diễn thêm phần thuyết phục, bé trai bắt đầu khóc òa, khiến người chị gái tưởng thật vội vã chạy đến bế cậu bé lên an ủi. Hành động thông minh và đầy tính diễn xuất của cậu bé đã làm cộng đồng mạng không khỏi phì cười. Nhiều người còn đùa rằng cậu bé nên được hướng nghiệp làm diễn viên từ sớm. Đúng rồi. Diễn đạt thế này, mai mốt lên làm diễn viên nổi tiếng cũng không chừng. Màn ảnh Việt nợ con một lời xin lỗi. Muốn chị bé mà nặng quá chị có bé nổi đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.